Chiều ngày 26 tháng 1, Thượng tá Nguyễn Quang Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện đã đến thăm, tặng quà chúc Tết của Đảng ủy Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tại xã Tân Phúc nhân dịp Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022. Sau khi lắng nghe chia sẻ của lãnh đạo xã Tân Phúc, Thượng tá Nguyễn Quang Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện đã biểu dương những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội mà địa phương đã đạt được trong năm 2021. Thượng tá Nguyễn Quang Thủy nhấn mạnh Năm 2021 là năm đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến mọi mặt đời sống xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những kết quả đã đạt được trong năm 2021 cho thấy tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân các dân tộc xã Tân Phúc rất đáng biểu dương ghi nhận. Thượng tá Nguyễn Quang Thủy, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng Công an huyện Lưu Ý, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp thì việc phải đối mặt với những khó khăn chắc chắn còn kéo dài. Vì vậy, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Tân Phúc cần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân. Cùng với đó, địa phương cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2022, đồng thời đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo niềm tin cho nhân dân yên tâm lao động sản xuất, tiếp tục quan tâm tới công tác xây dựng Đảng và quan tâm hơn nữa vai trò của người đứng đầu để cùng chung tay xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh. Đặc biệt trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán nhầm dần năm 2022, địa phương cần chú trọng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội để người dân vui xuân đón Tết an toàn, hạnh phúc. Dịp này, Thượng tá Nguyễn Quang Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng Công an huyện Lang Chánh đã thay mặt Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng quà Tết cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Tân Phúc và trao tặng quà Tết cho lực lượng Công an xã Tân Phúc nhân dịp Tết đến xuân về và gửi lời chúc mừng Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022 an khang thịnh vượng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc xã Tân Phúc.